mẹ coi Chi như con gái của mẹ. Chi luôn luôn lúc nào cũng gọi mẹ ơi, mẹ coi con gái của mẹ, đừng coi con đâu. Con rất là lo, con rất là sợ. Thì nói là thôi Chi cứ cầu nguyện đi, chứ đừng có lo, đừng có sợ, lúc nào cũng cứ dạy Chi như vậy. Chắc là cái ấn tượng nhất là cái sân bay. Hồi xưa sân bay không là cái gì hết, mà bây giờ sân bay là thứ gì đó mà không thấy. 9 tháng, 8 tháng mới gặp nhau một lần. Hồi trước cũng nghĩ là nó không có lâu tới như vậy. Mà cuối cùng, đâu ai là lo. Có lúc mình bỏ cuộc luôn, rồi ở xa, rồi đợi mình kiểu đợi không biết tới bao giờ mới hết. Tôi nghĩ hết lần này tới lần kia, nghĩ là ở chắc lần này anh về lần cuối rồi. Xong rồi lại đi, đi xong rồi lại về nữa. Mỗi ngày ở cạnh nhau đếm lại á, thấy nó quấy đó. Cho nên thấy kiểu nhìn lại thì thấy nó lâu khiếp, nhưng mà biết là nó quý lắm. Và hôm nay là rất là cảm ơn hết tất cả mọi người, cũng như nhà gái cũng như nhà trai, tất cả anh em của chúng ta bây giờ hôm nay đã trở thành một nhà. Tôi được xin lỗi tới đầu vô với lại gia đình anh chị và có đây là Mỹ Trang. Ok em quay. Okay. Chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa vì trong tình yêu của Chúa Ngài đã kết hợp hai con của chúng ta. Sáng hôm nay gia đình họ đàn trai đã đem đến sính lễ đến để cưới con gái của chúng tôi. Chúng tôi vui mừng tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả họ những ai đã trang trọng và đem xin đẹp đến. Chúng tôi xin chấp nhận và dân lời cảm Chúa. Tôi sẽ gửi đến cô dâu chú rể 5 chữ C. Chìa khóa của gia đình mình được hạnh phúc đó là dựa trên lời của Chúa. Thứ nhì, điều mình cần phải làm mỗi ngày là phải cầu nguyện với Chúa để Chúa giúp mình để thắng hơn bản ngã, có thể sống mỗi ngày. Chữ C thứ ba đó là chúng ta cần có cái sự chăm sóc, quan tâm để đến người xung quanh mình, nhất là người khối ngẫu của mình. Và chữ C thứ tư đó là mình phải có tính thương. Tiếng Anh kêu là the only one, một duy một mình. Chỉ có một mình Duy đã chiếm được con tim của em, và một mình anh đã chiếm được con tim của anh. Và cuối cùng là chúng ta phải đóng đinh bản ngã của chúng ta. Và trong tiếng Mỹ, một chữ người ta thường nói trong mọi điều đó là congratulations, chúc mừng. Và chúc mừng hai cháu sẽ tận hưởng được những ngày sống trên đất để làm vinh hiển danh của Chúa. I've been looking for you all my life. Day or night, oh, it doesn't matter. 'Cause we're forever after you and I. I've
waited all my life just to spend all my life with you. Yeah, take your time and take mine too. I've waited all my life with you. Và đây là món quà của bà nội để lại cho hai cháu. I've waited all my life just to spend all my life with you. And take your time and take mine too. I've waited all my life with you. Spend all my life with you. Yeah, take your time and take my too. I've waited all my life, all my life, just to spend all my life with you. Yeah, take your time. Giờ đây giây phút thiêng liêng, chúng ta cùng nhau kết ước trượt ngôi thánh đường. Làm sao nói hết yêu thương tận sâu trong tim, con biết ơn ngài Chúa ôi. Tình yêu Thiên Chúa ban cho con nguyện xin giữ bền lâu. Cùng em đắp xây nên tình yêu mãi mãi. Cảm tạ ơn Chúa mang em đến bên cuộc đời em. Nguyện xin Chúa giúp em và anh mãi vâng phục nhau. Hiệp bỏ trong ý Chúa làm vinh hiển danh Cha trọn cuộc đời em. Nguyện sẽ mãi chỉ yêu anh thôi. Anh cũng sẽ chỉ yêu mình em suốt cả cuộc đời. Ta cùng xây đắp tương lai bền lâu. Từng
ngày tu dưỡng quan tâm siêu gian, thân ngày cầu nguyện sẽ chia biết bao vui buồn, tình yêu ấy sẽ mãi bền lâu. Cảm tạ ơn Chúa, mời em đến bên cuộc đời anh. Nguyện xin Chúa giúp anh và em mãi phần phúc nhau. Hiện một trong ý Chúa là về biến danh cha tròn cuộc đời anh. Nguyện sẽ mãi chỉ yêu em thôi, em cũng sẽ chỉ yêu mình anh suốt cả cuộc đời. Ta cùng xây đắp tương lai bền lâu. Ta cùng xây đắp tương lai bền lâu. Tôi xin dâng lời tạ ơn tất cả mọi quý vị đã dâng lời cầu nguyện, cầu thay, giúp đỡ và đến tham dự buổi lễ vu quy của hai con chúng tôi buổi sáng hôm nay. Chúng tôi muốn nói lên lời tạ ơn quý họ nhà trai từ xa đã đến, quý họ nhà gái từ xa đến và đến với tôi, chúng tôi bằng tấm lòng yêu thương. Đó là điều chúng tôi vô cùng cảm động. Chúng tôi không biết nói gì hơn là nguyện xin Thiên Chúa ban phước tràn đầy dư dật và dùng mỗi một chúng ta để làm vinh hiển danh của Chúa.